Thưa bác sĩ, cho em hỏi, bệnh tràm có chữa được không? Có khỏi hẳn không hay phải chung sống suốt đời ạ? Nếu như nói chúng ta nói rồi về cơ chế của bệnh tràm thì các bạn biết về bệnh da diễn, nó tiến triển rất thất thường, có thể điều trị xong nó nằm im một thời gian rất dài, có thể nó khỏe nhưng có thể nó lại trở lại. Thế do đó cái này nó trở lại hay không, nặng hay nhẹ là do chính cái cơ địa của bệnh nhân và chính cái chế độ sinh hoạt của bệnh nhân. Đấy, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong đó thì các bạn nhớ là về sau chế độ sinh hoạt, bạn bị stress nhiều hay là dùng đồ kích thích nhiều thì có cụ bác sĩ sống lại cũng không điều trị được cho bạn. Và bạn cãi nhiều thì thôi chúng tôi thua luôn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ.